nhanh lên, tập trung người nhanh lên. Người trong cái đống đất này à? Đừng cho cẩu vào, cho cẩu về chết người à? Người đang ở trong đống đất này này. Cẩn thận, nó nhẹ nhẹ vào người. Tai nạn ở đám ở dưới đầu cao tốc đây. Xe đất nó đè nẽ vào người. Ấy, để ý xe cái nhá. Tao lên, tao lên. Tao thì nó ăn đi. Cao cho mấy hết ta. Ít mẹ ông. Mấy đứa ở trong đây. Mấy người trong đây nhỉ? Thấy người chưa? Thấy người rồi. Đâu? Ôi, người nào nhanh nhỉ cả? Than thở. Than thở đấy. Kéo than thở nó kia. Kéo lấy mồm không thể. Lấy mồm. Có một đứa nữa. Có hai đứa đi học về phải. Một đứa. Một đi hai. Có hai đứa chứ. Trung bản đây. Vỡ bảo hiểm, vỡ bảo hiểm. Mấy đứa. Thấy nó bảo hai đứa, con này đây. Bọn nó bảo hai đứa mà. Nó đi cùng với nhau mà. Một đứa đang ở trên người, dãn trên người đấy. Dám bỏ ra đi khỏi người ta nghe. Xe đất nó tai nạn, nó đè lên mẹ hai đứa học sinh này. Ngã ăn thở đây. Gãy hết chân tay rồi. Bạn mày à? Một đứa đâu? Có mấy đứa? Đi mấy đứa? Hỏi nó vào. Mày bạn mày à? Ôi, giờ chảy hết máu rồi. Xem ra còn đứa nào không? Với ra đi. Chết mẹ con. Xem một con đứa nào không? Gọi cấp cứu đi, Đâu? Trong kia còn một người nữa đây. Một người nữa? Có hai đứa à? Đây, nhanh lên gọi đi cấp cứu đi. Cái xe nào? Tình ơi. Mày chở người ta đi cấp cứu Tình ơi. Tình nhau nhỉ. Thôi đi mẹ hàng Tình nhau bắt xe chạy đâu nhỉ. Tình ơi. Quang tên ở đâu nhỉ? Ai tên là gì? Cái đứa này con nhà ai? Tên là gì?
đâu nhỉ, cái bà vừa rồi bà. Cái đứa này tên là gì? Cái đứa này nó ở dưới tổng dưới nhá. Ai là người nhà nên nhận nhá. Đấy, qua đây. Đứa nào nữa? Bạn của chúng mày à? Bị mẹo này học đi học với nhau mà chả biết đéo cái gì. Tên nghe mẹ mày làm gì đấy? Mẹ mẹ gọi mày đi chở cái đứa kia đi cấp cứu đéo, mày đéo nghe thấy à? Em đang đứng ở góc kia. Có đứa nào không? Quốc Hàn xuống đi. Đéo biết tên là gì, có ai biết nó đâu mà. 10A2, dân 10A2 của Trường Minh Hà thôi, còn không biết là của ai. Có phải biết tên đi. Noan. Tên là Noan, 10A2. 10A2 Minh Hà, tên là Noan nhá. Đéo mẹ mày cẩu như thế thì vào người thì chết toi à. Không, chưa chắc có ai đâu. Biết đâu được cái ống đất như này. Qua tao địch mẹ mày quạt thì quạt từ ở trên kia quạt ta mày chọc như thế thì người néo nào chả bục. Có vào người thì cũng chết. Biết làm sao được, cứ cào hết tên này nào. Ui địch con mẹ. Sợ gì. Ôi ôi A2 á. Trời. Xe mà chỗ xe kìa. Xe góc kia kìa. Này em ơi, góc này này, mày nhẹ nhẹ thôi, duỗi cào ra. Duỗi dài ra, chẳng may có người vào mẹ người. Ôi giời, mày ấn thế thì chết. Qua là qua không? Qua hay không? Móc tay đi. Hết rồi, hết rồi. Tìm đất rồi, tìm đất rồi. Hết rồi. Thôi. Không có con đèo ở trong không? Nhưng mà kia kia là có xe đây. Xe là xe đây rồi. Đấy, ở góc xe đấy. Góc xe mày cũng mắc cờ xe được không? Đẩy xe lên. Đẩy xe lên. Đẩy xe lên. Đẩy xe ra. Bọn này học sinh xem rồi có biết nó không? Báo cho nhà người nhà nó. Cái đứa vừa rồi đấy. Nó học ở Minh Hà đấy. 12 học Minh Hà. Nó học ở bên Minh Hà đấy. Tên là Noan. Tên là Noan, nhưng mày có ai có số người nhà của chúng nó này báo không? Nó có. Địt mẹ mày chết. Nó đè một đống đất lên xong rồi chết này, đéo sống được. Nguy hiểm quá. Đang tìm thêm người nữa mà nếu phải có hai người, nó bảo có hai người mà địt mẹ mày cào cao kiểu này, có thấy người thì cũng đắt bét à. Chào, thì bây giờ sẵn tập trung ở vùng MB. Ui nè, xe của nó đấy. Đâu người đâu? Đây xe của nó. Ôi. Mới đây. Nhất là chạy.